cái nghiêng cái máy này ấy là kiểu đứng đứng cái như này này. Đừng có ngửa cái máy rồi. Không, tùy chứ. Ví dụ nó mờ quá là mình phải chỉnh kiểu rõ rồi thôi. Ví dụ chị bèo đừng có vội mà đi cái máy nhanh, vẫn phải từ từ á, chứ không mà cũng được. Nó sẽ có lúc nghiêng với lúc thẳng chứ thấy không? Cái mụn đầy đi. Một miếng phòng một bé cháu giờ bị tổn thương. Còn một ly thì cũng không bị tổn thương, có thành ra nhìn cái da không khỏe. Nhi nhẹ nhẹ quá vậy, nhẹ nhẹ thôi, thôi 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 thôi. Xong cho chị bên đó đi anh.
con bé Út nó có một cái gia đình luôn rồi hả ta? Hai đứa con gì đó, con đàn con bao nữa vậy đó. Ôi trời trời, bé này mẹ gì đi đứa lọc bóng. Ừ. Bé nó đi còn chị rồi, chắc tao là đi cũng không tập đúng không? Thì gì bé Út gì nhỉ, làm gì rồi gì nhỉ? Bé Út làm gì? Cái thợ á. Dạ. Ừ. Còn dễ thương giống hồi nhỏ không gì nhỉ? Còn đẹp giống hồi nhỏ không? chị hỏi là con đẹp theo nhỏ Dung ấy mẹ. Dung đẹp hả? Dạ Dung á. Chị đẹp hơn rất nè. Ừ. Khá là đẹp nhất nhà hả chị? Một một cũng đẹp. Cũng còn nhiều. Phước cũng đẹp hơn không? Chuyện Phước là con trai rồi. Út đẹp hơn Phước hay là Phước đẹp hơn? Đấy. Thằng Út đẹp hơn hay thằng Phước đẹp hơn? Ừ, Út hồi nhỏ là đã thấy đẹp rồi. Nam quá hả? Không biết là hai người nó sẽ như thế nào. Dạ không, trừ ra đường mà chó mua được gì. Thấy gì nhì đi ngon qua nhà cũng không mà. Mù một cái đi. Cái đường chợ hải sản đó, đường Yên Khê nó là đường nhà con nó. Mặt tiền nó. Ừ. Sắp bên vật liệu Cảnh Thành là nhà con nó. À đấy hả? Chị nghĩ luôn rồi đó. Ôi. Gì bán ở chợ mô? Chợ đường bò nữa. Chợ một cây nữa. Hả? Chợ đường bò nữa. À dạ. Chụp đạp sẽ đạp sai. Chợ đường bò nữa. Còn chiều có đồ với lại thịt với đẹp ra đồ không á. Có khi á. Có cả gì đó. Ừ. Chợ đó nó nhăn gì, mùa khách đồ cũng tắt gì đó. Chợ con công nghiệp cũng tắt gì đó. Dạ. Bốn đứa con rồi cũng xa rồi, ba đứa rồi cũng xa. Thế trên chỗ má đánh cầu á.